Hai xin chào mấy anh em nha. Thì bữa nay mình quay cái clip này là mình xin thông báo mấy anh em là tình hình thảm dài dịch rất là căng thẳng ở Sài Gòn này. Đó, thì bữa nay là mình sẽ có hai điều mình muốn nói. Cái thứ nhất là cái vấn đề mấy anh em đặt hàng thì sẽ có đôi lúc nó hơi chậm trễ chút xíu. Tại vì là bây giờ cái vấn đề mà đóng hàng và gửi ship đi là cái tình hình dịch lên, nên là bên những cái đơn vị người ta giao hàng người ta sẽ có khử khuẩn các bạn. Đó, khử khuẩn những cái gói hàng nên là nó hơi bị chậm trễ một xíu ha. Rồi cái vấn đề thứ hai là mình sẽ không có ưu tiên khách qua bên tiệm. Đó, mà mình sẽ ưu tiên khách đặt online là trên Shopee và Zalo. Thì để thuận tiện cho cái việc mà cái mùa dịch này mấy anh em đặt hàng mà không qua được shop thì mình sẽ hỗ trợ giá tốt hơn đó trong cái mùa dịch này đó, để anh em có thể là đặt hàng với mức giá tốt. Tại vì cái mùa dịch này nói chung là kinh tế cũng khó khăn đó, anh em có nơi, có chỗ đi làm, có chỗ là người ta cho nghỉ làm. Thì hiện tại là mình đang đóng hàng, đây là cái phần nhông sinh dĩa rất to. Thì cái phần nhông sinh dĩa rất to này là mình đã cập nhật giá lại là chỉ có 400 mấy chục ngàn một bộ thôi các bạn, là bao gồm nhông, sên, dĩa luôn, chính hãng cùng Resto. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái phần ốc đi ha. Cái phần ốc titan đó là mình sẽ hỗ trợ cái giá dao động là chỉ có 10.000 mấy cho đến 14.000 một con ốc Salaya và titan nha các bạn. Đó, tại vì cái mùa dịch này là ở bên công ty người ta hỗ trợ cái giá. Tại vì là nói chung là mấy anh em đều biết là cái mùa dịch này là hàng hóa nó sẽ rất là khó khăn ha, hàng hóa sẽ rất là khó khăn, nên họ cũng muốn hỗ trợ, họ cũng muốn hỗ trợ giá trong cái mùa dịch này đó, nên mình sẽ hạ cái giá xuống đó để anh em có thể là thuận tiện trong việc mua hàng. Tại vì là mình không có nhận khách qua shop nữa, là hiện tại mình có thông báo trên cái tab cộng đồng là toàn bộ là mình sẽ áp dụng trên kênh online đến khi nào mà ở Sài Gòn nó hạn chế cái dịch và hết giãn cách xã hội các bạn ha. Tại vì bây giờ chỉ còn quận 6 là chưa có ca nhiễm thôi, mấy quận khác là đều đã có rồi ha. Ok, thì tại sao không dài mình ít ra clip là tại vì là hàng hóa chưa về và cũng chưa có những cái mặt hàng mới, nên mình chưa có quay clip mình cập nhật cho các bạn. Đó, thì cái clip này mình chỉ có cập nhật cho các bạn và thông báo các bạn biết là những cái món hàng mà bên mình chuyên. Đó, mình để thông báo mấy anh em titan mà bên mình chuẩn bị tẩy nè các bạn. Đây là bên mình chuẩn bị đi tẩy đóng sỉ cho khách. Thì mình thấy là ấm dài là dịch á, là mấy anh em không có, mình có thông báo mấy anh em không có qua shop, mấy anh em là chủ yếu mấy anh em đặt online đó, nên là mình đào cái giá xuống. Thì mấy anh em có thể đặt mấy anh em lên cái kênh là dưới dòng mô tả này nè, là sẽ có cái đường đi Shopee và cái link Zalo mình bên dưới đó. Mấy anh em có thể là cần tư vấn cái gì thì mấy anh em có thể là vào thẳng cái link Shopee, nhắn tin cho shop hoặc nhắn tin qua Zalo số điện thoại 0965885545 nha các bạn. Rồi, ok, thì cái video này mình xin kết tại đây. Đó, đến khi nào có thông báo mới và mình cập nhật những sản phẩm mới, mình sẽ thông báo nó các bạn ha.